Hôm nay mình xin giới thiệu các biểu diễn ảnh và xuất nhập ảnh. Thì như các bạn đã biết, ảnh số là tập hợp hữu hạn các điểm ảnh với mức sáng phù hợp để mô tả ảnh gần giống như thật. Điểm ảnh hay là pixel đấy, là một phần tử của ảnh tại tọa độ XY với độ sáng và màu nhất định nào đó. Và các tham mức sáng thông thường là 16, 32, 64, vân vân. Độ phân dài của ảnh. Bây giờ mình sẽ quan sát nhé. MATLAB thì nó chia cái ảnh chỉ số ra là bốn loại. Đấy, chia ảnh số ra là bốn loại: ảnh chỉ số, ảnh biểu diễn theo độ sáng, thứ ba là ảnh nhị phân, thứ tư là ảnh GRB, tức là có ba màu green, red và blue đấy. Thì lần lượt chúng ta vào từng cái với mà bây giờ là phải đọc một cái file ảnh nào đó từ bên ngoài, chẳng hạn như mình có một cái ảnh để ngoài desktop chẳng hạn. Đây thì chẳng hạn mình có một cái ảnh mình để ngoài desktop, mình muốn lấy cái ảnh này đó ra, thì việc mình lấy như thế nào? Ban đầu mình sẽ sử dụng hàm đọc, chẳng hạn đặt là A đi, hàm in Impress. Hàm này là để đọc các file ảnh và lưu lại dưới dạng ma trận biểu diễn ảnh trong MATLAB. Đấy. Nó bao gồm là file name, tên file của nó và cái định dạng file của nó, FMT là định dạng file của nó. Đấy. Trong đó file name là chuỗi xác nhận tên file, chuỗi xác nhận tên file cần đọc cùng với đường dẫn. FMT là chuỗi cho biết định dạng ảnh, ví dụ là định dạng ảnh ở dạng nào, ví dụ như là có thể là dạng zip hoặc là dạng JPG. Đấy, chẳng hạn hai dạng đó chẳng hạn. Đấy, bây giờ thì mình lấy file ảnh. Để lấy một file ảnh bên ngoài thì ta chọn desktop. Đấy. Rồi. Đấy, ta chọn trình diện ảnh. Chẳng hạn như là ta chọn là 1, 2, 3, 4. 2, 3, 4 chấm JPG. Đấy. Đấy, là nó có rồi đấy. Là nó đã đọc được cái file ảnh 1234 JPG. Đấy. Và nó ghi đồ họa. Để mà ghi cho phép lưu một ảnh biểu diễn bằng một ma trận. Lưu một ảnh nhé, và biểu diễn bằng một ma trận nhé. Trong MATLAB thành một file ảnh. Đấy. Dưới một trong các định dạng ảnh đã biết thì người ta sử dụng là hàm Impress. Hàm này được thể hiện như thế nào? Thì chẳng hạn như thế này. Rồi, ta xác định là A. Coi như là A là đã biết rồi nhé. Đây. Trong đó A là cái file ảnh mà ta coi như đã biết, đã sử dụng. Nếu không muốn thì ta đặt tên ảnh là một cái ảnh mà chúng ta đã nhập vào. Đấy. Đây mình nhầm rồi, nhân dân bằng một cái ma trận thì nghe ra chắc nó phải có chứ nhỉ.
cái ma trận ảnh của nó. Ma trận như thế này. Đấy. Một dãy số các ma trận, một hình ảnh nó biểu diễn một dãy số các ma trận. À, thấy chưa? Kinh khủng không? Và hàm tiếp theo là hàm mình vừa giới thiệu đấy, quay trở về đó. Thì hàm invite. Hàm này là dùng để ta cho phép lưu một ảnh biểu diễn bằng ma trận trong MATLAB thành một file ảnh dưới các dạng định dạng ảnh đã biết, và ta có thể lưu nó dưới dạng là A chẳng hạn, rồi có A đấy, dạng là 1234.jpg. Bị sai đúng rồi, à đây mình thiếu một dấu. Đấy là nó đã ghi vào rồi. Đấy, nó đã ghi vào, sau khi nó ghi vào thì mình in sâu nó ra, hiện ra. Đấy, cái ảnh mà của mình mà mình đã hiện ra đấy là hình dạng nó như thế. Bây giờ mình sẽ thực hiện các phép cộng, các phép số học cơ bản ở trong cái MATLAB này. Đầu tiên là phép cộng, để cộng hai ảnh thường dùng để xếp chồng một ảnh lên trên một ảnh khác, hoặc là để cộng một ảnh với một hàng số để tăng độ sáng của ảnh. Ta sử dụng hàm là im đây, im thôi để mình lấy cái hàm này ra cho dễ hiểu. Đấy, đây nó hàm này có tên là im imadd, thì hàm này nó là biểu diễn bởi x y, nó cộng hai ảnh lại với nhau, trong đó x là ảnh thứ nhất, y là ảnh thứ hai, hoặc là nó dùng để tăng độ sáng nữa. Trong đó là x a, trong đó a là trong đó x là bằng tăng độ sáng, a là dùng để tăng độ sáng, còn z là cái ma trận dữ liệu ảnh đâu ra của nó. Z là ma trận này, z này nó là ma trận ảnh đâu ra của nó. Xy này nó chính là cái ma trận dữ liệu đầu vào của nó. Đấy. Bây giờ ta sẽ copy một cái và ta đưa vào xem thử nhé. Chẳng hạn là trong MATLAB nó có sẵn cái hình rai BNG này, trong MATLAB nó có sẵn hình này rồi, cho nên là ta cứ việc ta copy rồi ra là chắc chắn nó sẽ có hình thôi. Đấy, ta copy lại. Đấy. Đấy. Hiện ra xem nó hiện ra cái gì nhá. Đầu tiên thì nó sẽ là, đầu tiên là nó đặt cái file ảnh RAI gạo ấy, BNG. Sau đó nó sẽ cộng ảnh này với 50, tức là nó là tăng màu sáng lên 50. A là 50 này, trong đó ban nãy mình nói rồi, xa đấy, đây x nó thay bằng y này, y được ảnh
hiện tại đang xét và A đến là 50 là nó đã tăng độ sáng lên 50 stop loss 1,2,1 I1 1,2,2 II G. Thì cái này là nó là mục đích của nó là để xếp chồng hai ảnh lại với nhau, và sau khi xếp chồng thì ảnh chúng ta có được là nó không hiện à, cái gì lạ quá sao nào. Cái này là này nha, tôi có đoạn này thôi. Đây, nó đã hiện ra được rồi đấy. Đấy, ban đầu là ảnh của nó là vai là một, một thì ra đây, hai tức là nó xuất lót hai, như là nó chia ra làm hai phần. Đấy, chia ra làm hai phần và nó chồng lên lại với nhau. Ta làm một ví dụ như thế này à, đó là rồi cứ như thế, chẳng hạn là y bằng im rồi đây đây nhập cái file ban nãy của mình vào 1234.jpg chấm phẩy. Hàm tiếp theo là mình sẽ đặt tên là g bằng im y 50 lót 1,2,1. Cái hàm số lót bạn đã học lúc trước ấy, nó phân ra làm các trục tọa độ đấy. Đấy, bạn đã thấy chưa? Nghĩa là 1,2,1 có nghĩa là nó có một ảnh và nó được xếp ở một trục tọa độ. Chắc nữa nếu mình hai thì nó sẽ xuất hiện đây ngoài nữa. Bây giờ tiếp tục nhé. Im sau gì? Xem nó như thế nào nhé. Đấy các bạn thấy không, dung sâu 2 nghĩa là cái hàm subplot này là cái hàm bạn nào nếu mà chưa biết thì mình sẽ nói lại. Thì từ đi xem nào, trong lúc trước thì chúng ta học hàm plot là hàm để vẽ đồ thị, trong đó chỉ số của y và chỉ số của x rồi đấy. Hàm lệnh plot là x, y, z, s thì nó dùng để viết một trụ, trong đó s là trụ ký tự khai báo màu vẽ, x, y nó chính là cái các chỉ số của phần mềm trục tọa độ của nó. Và ngoài ra thì lệnh subplot mnb trong đó là m là số hàng, n là số cột và b là số đồ họa. Như vậy m là số hàng là trong này này số hàng là một, số cột là hai và
là 1, số cột là 2 và cửa sổ đồ họa là 2. Như vậy, vì cửa sổ đồ họa là 2 cho nên nó hiện ra hai cái như nhau. Đúng chưa? Bây giờ tiếp theo ta thực hiện tiếp nữa. Cùng ví dụ đó. Ta thực hiện lệnh tiếp theo là lệnh sau khi đọc rồi ta cho thêm một cái nữa là cái F đi chẳng hạn. Bằng đang là 1, 2, 3, 4, 5 chấm gì bây giờ đấy. Tiếp theo ta thực hiện lệnh L, cho đặt L đi nhá, cộng hai hình này lại. Hình Y và hình F với unit là bằng 16 chẳng hạn. Quan sát hiện tượng gì? Tại vì cái 1, 2, 3, 4, 5 này với lại cái 1, 2, 3, 4 cái bên trên đấy nó không cùng dạng với nhau, đây này, nó không cùng kích cỡ với nhau cho nên nó không thể nào mà nó hợp nhất lại với nhau được. Đấy. Không thể nào cộng lại với nhau được, nó mới cùng kích cỡ thôi. Tiếp theo là lệnh trừ. Thì lệnh trừ thì nó là nó giảm độ sáng bằng cách trừ đi với hằng số. Phép trừ hai ảnh thì thường dùng để phát hiện những khác nhau giữa các ảnh trong một chuỗi các ảnh của cùng một cảnh chẳng hạn. Phép trừ của một ảnh thì cho một hằng số làm giảm độ sáng của ảnh và nó được thể hiện bằng hàm. Ta gọi cái hàm này là im SUB chắc đấy. Ta xem nữa nhá. Bây giờ mình nhắc lại này, phép trừ một ảnh thì thường dùng để phát hiện những khác nhau giữa các ảnh trong một chuỗi các ảnh, và phép trừ trong một ảnh được thực hiện một cách là cho hàm số làm giảm độ sáng của ảnh nó đi đấy, và ta thể hiện nó như sau. Chẳng hạn là cho unit 8 chẳng hạn, ta có lệnh này nó không thể nào nhận diện được ít là ở đâu. Đúng rồi, mình nhầm chỗ này đúng không, mình nhầm chỗ này cho nên mình phải sửa lại. Sửa lại đây là ít đấy, nó sẽ cộng hai cái ma trận nó sẽ trừ hai ma trận này lại với nhau. Nó lấy 255 nó trừ cho 50 thì ra 200 lên 5, ở dưới còn 0. Đấy. Thực hiện hai cái trừ hai ma trận lại với nhau. Và chính vì thường như cái bên trên mình đã nói rồi đấy, cái bên trên nó là ảnh, nó là tập hợp các ma trận, thì sau khi mà trừ hai ma trận đó, thì nó sẽ ra một cái ma trận mới, và chính cái ma trận mới đó thì màu sắc
Mỗi điểm ảnh là tập hợp các mức sáng phù hợp để mô tả gần giống như ảnh thật. Và điểm ảnh nó là tập hợp các phần tử của ảnh tại tọa độ ít đi điểm sáng với màu sáng mất định nhất định nào đó đấy. Và ta sẽ tiếp tục xem cái ví dụ của nó. Ví dụ như là có một cái hàm, có một ảnh ray là ảnh có sẵn nhé, xem thử đấy, thấy chưa? Bây giờ ta hãy vào một cái ảnh cụ thể nó đi, mình sẽ lấy cái ảnh của mình đấy. Y và yên một hai ba bốn chấm gpg tiếp theo là background. Đấy. Y bằng trailer trailer phải 15 chẳng hạn, y hệt như cái ở bên trên đó. Để thực hiện tiếp thì mình cứ tiếp tục đi. Tìm số các thì xem thử trừ cho 12 xem thử cảm mình nó sẽ như thế nào. À mình chưa làm hiện nó luôn, chưa hiện nó mà. Sau đấy bây giờ nó mới hiện ra đấy, nó trừ đi sau khi gạt nó trừ đi. À,
ảnh bạn thấy cái ảnh ban đầu là nó sáng, ảnh hai trừ là nó tối đi thôi, nó tối đi thôi. Tương tự nhưng khách nhân thì nó sẽ nhân một ảnh với một hàm số, nhân ảnh với một hàm số gọi là scaling chẳng hạn, làm phép toán thường được xử lý ảnh và nó được dùng để tăng hay giảm độ sáng của ảnh tùy thuộc vào số nhân. Đấy, ta vào hàm hết, ta sử dụng thư điền hàm của nó. Đây. Đây, trong này nó nói cái gì? Nó nói Z, trong đó Z là cái ma trận dữ liệu đầu vào. Và XY nó là các ma trận dữ liệu à nhầm, Z là ma trận dữ liệu đầu ra. Đầu ra, XY là ma trận dữ liệu đầu vào. Cái này trong này này. Đấy. Và nhân hệ số thế nào? Int xa trong đó là a là hệ số nhân, trong này là xy thì y chính là hệ số nhân của nó. Ta có một ví dụ như thế này. Đấy, ta có nguyên cái ví dụ trong này ra. Đấy, thấy chưa? Hai cái mặt trăng. Đấy. Bạn thấy cái ngoài này nó tối hơn không? Ngoài này nó tối hơn đúng không? Thì cách này là nó làm tăng hay giảm độ sáng là nó tùy về số nhân. Ta nhân ít thì nó hệ số nó sáng và nhân nhiều thì hệ số nó đậm hơn. Bây giờ tương tự ta làm với cái ảnh của chúng ta nhé. Em right the bảo cái ảnh của chúng ta là cho ảnh là 1, 2, 3, 4, 5 đi. Chấm JPG. Tiếp theo sẽ đọc là J bằng y phải hàm này là cái hàm mình nhân với nó là hệ số 12 chẳng hạn, nhân 12 còn ghê gớm bằng cho nó ta hiển thị nó lên dùng hàm subplot. Đấy, thấy không? Ừ. Tiếp theo ta tiếp tục đây, thấy không? Ảnh thứ hai của nó, ảnh mà sau khi đã nhân rồi. Đấy. Đấy, hai màu hoàn toàn khác nhau. Hàm tiếp theo là hàm chia, hàm chia thì phép chia hai ảnh cũng được dùng để phát hiện những thay đổi các ảnh liên tiếp cùng một đối tượng. Và người ta dùng nó là hàm game TV. Hàng này đây, bây giờ chúng ta đọc này. Bây giờ chúng ta Z là
ma trận đầu ra ít đi là ma trận đầu vào đấy. Thì cách chia ảnh nó nói là gì, đó là dùng để phát hiện những thay đổi các ảnh liên tiếp của cùng một đối tượng, và ta có thể sử dụng ví dụ sau. Thấy chưa? Đây là phát chiếu ảnh. Bây giờ ta hãy thử làm với một cái ảnh để hiểu hơn nhé. Ta nhân nó với 12. Hiện nó ra. Sau khi hiện nó ra, nó sẽ như thế này. Sau khi nhân với hệ số 12 hiện nó ra, nó sẽ như thế này. Tôi thui. Như thế thì chúng ta đã hoàn thành rồi cái bài đầu tiên về cơ bản về 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 biểu diễn ảnh trong MATLAB bằng cách là đọc ảnh rồi phân biệt ảnh rồi thực hiện các phép đơn giản như là cộng ảnh, trừ ảnh, chia ảnh và nhân ảnh. Một bài nhật ký học tập đến đây là kết thúc.